Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Toàn Nguyễn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series thiết kế động cơ bằng phần mềm Axit Maxwell. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về việc mô phỏng loại động cơ từ trở SVM, một loại động cơ tương đối phổ biến và có nhiều ứng dụng trong hiện nay. Thì tương tự như với động cơ trước là động cơ không đồng bộ, như to lồng sắt, động cơ IM mình đã giới thiệu ở những video trước, thì với động cơ SRM thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải có được các cái thông số kích thước của động cơ. Thì thay vì là mình thiết kế một cái động cơ như là cái động cơ IM trước, thì ở đây mình đã có một cái tổng hợp các cái kích thước của động cơ từ trở. Đây là cái tổng hợp bằng việc là mình thực hiện đo một cái động cơ thật ở ngoài đời. Sau khi đo được các cái thông số cần thiết thì mình đã tổng hợp lại trong cái bảng. Các bạn có thể tham khảo cái thông số, ví dụ như là đường kính ngoài, chiều to, đường kính trong, chiều dài, số cực, rồi góc, chiều to, gông, tương tự với rotor và động cơ hoạt động ở cái điện áp 60V, công suất 1.500 kW, tốc độ 1.500 vòng trên phút và moment 9,6. Thì sau khi đã có được cái bộ số này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện mô phỏng ở trong Axit Maxwell. Thì chúng ta sẽ đến với cái giao diện của Axit Maxwell. Đây thì tương tự ta sẽ tạo mới một cái project, mình chọn new và đặt tên. Đây mình đặt là SRM 1,5 kW, đang có lỗi. Có vẻ nó không cho nhập cái tên kia, không sao. Mình sẽ tiếp tục là chọn vào cái RMX Expert này, chọn loại động cơ. Thì ở đây ta sẽ có là động cơ từ trở switch reactive motor. Đây chúng ta ok tạo mới, các bạn có thể đặt tên, mình sẽ đặt tên cho dễ quản lý. Đây là 1 chấm, save lại, mình sẽ lưu vào thư mục download đi. Ta mình sẽ lưu ở đây. Ok, ở đây mình sẽ bắt đầu đi nhập cái thông số trong cái file Excel. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ có cái dòng machine, chúng ta sẽ có là loại động cơ từ trở này. Tổn hao ma sát thì có thể bỏ qua, tổn hao gió không quan trọng lắm, 1.500 vòng trên phút. Đây là mạch điều khiển, chúng ta sẽ chọn cấu trúc điều khiển này, kiểu thiết kế mạch kiểu điều khiển là DC. Ok, xong đây. Nhưng mà circuit các bạn có thể giữ nguyên không, góc mở độ rộng 120 độ, điện áp rơi trên các van thì bằng không, chúng ta sẽ coi như là lý tưởng ở các mạch điều khiển. Nếu mà sửa to, ok, mình sẽ bắt đầu nhập. Ví dụ như outer ta có 138, đường kính trong là 90, chiều dài là 84, hệ số điện đầy là 0,95. Thép, mình sẽ chọn luôn thép của phần mềm đề xuất là steel 1008. Từ đây là 12, góc của sửa to là 0,5, độ rộng của gông là 11. Vậy xong snare to, ta sẽ đến với rotor 89,4, inner là 30, ngang cũng là 84. Mình tương tự mình sẽ chọn vật liệu steel 1008, đây là 8, đây 0,4, 11. Rồi ok, vậy là xong. Đến cái phần dây quấn, mình đây là cái insulation, nghĩa là cách điện, mình sẽ để 0,01 mm. Này không ạ, số mạch nhánh song song là 1, này 15 là số vòng dây ở trên mỗi cực, số sợi chập cũng là 1. Rồi cái này mình sẽ chọn là 3, đường kính dây sẽ là khoảng 3. Ở đây mình chọn
Đây, 2,9, 3,0, 3,08. Rồi, tiếp theo đến phần setup cho điện áp. Công suất không đổi này. Công suất 1.500. Điện áp 60V, tốc độ 1.500. Ok, như vậy mình đã xong. Chúng ta sẽ analyze cái setup này để xem đánh giá kết quả ban đầu của động cơ. Solution data. Dừng lại đã. Đấy. Do cái phần mềm của mình nó hơi có một tí lỗi, mình sẽ phải mở lại mới xem được lại kết quả kia. Đây, mình xem, các bạn có thể xem các cái đồ thị. Mình xem xe không không khí đi. Đây là phần xe không khí. Đây chính là cái cơ sở giúp cho động cơ từ trường có thể tạo ra moment và quay được. Như các bạn đã biết, loại động cơ này chúng ta sẽ không có dây cuốn cũng như là không có nam châm ở rotor. Do đó thì cái moment được sản sinh do cái sự chênh lệch của cái gọi là inductance, nghĩa là cái điện cảm của dây cuốn sẽ sinh ra cái moment. Mình sẽ kiểm tra full load là cái full tải. Cái dòng điện nó sẽ khoảng độ 24, mật độ 3 thì cũng hợp lý. Tốc độ ở đây mình sẽ có là khoảng 1.500, công suất cũng 1.500 hơn, hiệu suất khoảng 96 moment. Rồi như vậy kiểm tra xuống dưới cái mật độ tư thông thì nó lớn nhất khoảng 1,3 Tesla, như vậy cũng hợp lý. Cái điểm làm việc của thép là khoảng 1,3. Như vậy phần nào thì cái thông số này là cũng tương đối là sát so với cái thông số của động cơ ban đầu của mình là 1,5 kW, tốc độ 1.500. Sẽ có hơi khác một tí, và để kiểm tra chính xác thì mình sẽ sử dụng cái môi trường làm việc Acid Maxwell. Mình sẽ kiểm tra được chính xác hơn. Thì chúng ta tương tự như ở cái động cơ hôm trước, chúng ta sẽ chuột phải vào cái setup 1 và grid design. Chúng ta chọn Maxwell 2D. Ok, và chúng ta sẽ chờ một chút nó load phần điều khiển và phần mô phỏng 2D, sẽ hơi lâu một chút. Đây các cái đồ thị. Ok, nó xong rồi. Thì ở đây là cái phần điều khiển của cái động cơ của mình. Đấy, các bạn thì thấy là cái điện áp mà 60V thì đây nó chia làm hai nửa, 30 30 dương. Đây là cái giá trị điện trở, điện kháng tản. Thôi các bạn, chúng ta không cần can thiệp nhiều vào cái phần điều khiển này lắm. Nó sẽ vào phần Maxwell này. Các bạn bấm vào cái model motion setup. Thì ở đây chúng ta sẽ cân nhắc đến cái sự quá độ của cái cơ khí và kích vào. Vận tốc ban đầu chúng ta sẽ để về không để xem động cơ có khởi động được không. Moment mình sẽ mô phỏng cái moment là 9,6. Các bạn sẽ thấy quay lại cái file Excel, tức là cái moment của ta sẽ là 9,6. Rồi mình sẽ kiểm tra cái moment này thì tốc độ có đạt được 1.500 vòng không. Rồi chúng ta xong cái moment cũng vẫn analyze this. Rồi mình sẽ chỉnh lại đây một chút, là ở đây mình sẽ để là khoảng độ 0,001 thôi. Ở đây mình sẽ để khoảng 1 giây đi. Rồi chúng ta sẽ chạy thử. Thường thì mình sẽ có thói quen là sửa cái tên này nó dễ quản lý. Đây là 2.1, 2.2. Môi trường Maxwell 2D thì mình thường để là 2. Môi trường RMX Bus mình để là 1. Môi trường Maxwell 3D thì mình sẽ để là 3. Mình hay có thói quen tổ chức như các bạn. Rồi, mình sẽ lưu lại và chạy thử. Lại chờ một chút, quá trình chạy này cũng sẽ tương đối mất nhiều thời gian. Đó. Máy bắt đầu chạy. Đó. Mình sẽ xuất, đây là cái toggle, là cái moment, mình sẽ xuất thêm cái speed actuator. Chúng ta xem cái tốc độ nó có lên được không. Đây là cái dòng điện rồi. Inductance voltage cái E mình không cần quan sát lắm.
mình có thể bỏ. Tương tự flux thì mình cũng có thể bỏ. Mình chỉ xem cái dòng điện và cái moment thôi. Đây, chúng ta sẽ lại chờ một lúc. Rồi, như vậy sau một thời gian tương đối lâu thì vẫn chưa chạy xong, có lẽ mình sẽ dừng ở đây vì các bạn sẽ thấy là cái tốc độ cũng đã dần xác lập rồi. Mình sẽ dừng lại và kiểm tra kết quả xem sao. Mình sẽ thử zoom lên đoạn xác lập này. Chúng ta có thể thấy ở cái moment dao động tương đối lớn, từ khoảng 5 cho đến khoảng 17, nghĩa là trung bình nó sẽ khoảng độ 10 Newton mét, nó cũng gần với sát với cái moment 9,6 mà mình đặt từ ban đầu. Còn về cái tốc độ thì tốc độ ở đây nó khoảng độ lên đến tận 18.800, vậy hơn cái tốc độ 1.500 ban đầu mà mình set. Mình sẽ kiểm tra dòng điện xem sự xác lập đây. Đó, đây là hình ảnh của dòng điện. Đơn vị đây là kilo ampere, thì đánh giá với trung bình thì cái dòng điện trung bình, dòng điện mắc thì nó sẽ khoảng độ 60 ampere. Còn đến dòng điện trung bình của 3 pha thì nó sẽ cỡ khoảng 50 ampere. Ok đây là những cái đánh giá bước đầu sau khi mình thực hiện chạy mô phỏng. Thì để có những đánh giá chuyên sâu hơn thì mình sẽ dành cho những cái nội dung video tiếp theo. Thì hy vọng mọi người có thể thực hiện thành công với cái mô phỏng động cơ tự trở của mình. Thì chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúng ta sẽ đánh giá kỹ hơn về những cái đặc tính của cái động cơ tự trở này.